Xin chào, xin chào các bạn, lại là Bụng Mỡ đây. Và hôm nay Bụng Mỡ sẽ dẫn các bạn đi ăn bánh bía. Có thời đời thâm niên nằm ở Sài Gòn rất là lâu, Bụng Mỡ chỉ biết là từ nhỏ xíu Bụng Mỡ đi ngang qua đã có, bây giờ Bụng Mỡ 30 tuổi. Và tiệm vẫn còn tồn tại, vẫn ngon, vẫn đông. Và mỗi lần thèm bánh bía là Bụng Mỡ ra đây nha. Trời ơi, biết sao không, nó nhiều chủng loại bánh vô cùng. Tiệm nằm ở đường 372 Nguyễn Trọng Tiện, có tên là bánh bía Mỹ Anh nha. Bụng Mỡ lúc nào ra đây cũng mua hai loại. Loại thứ nhất á, là loại bánh bía truyền thống hương sầu riêng, nó béo, đậu xanh, nó ngon, và đặc biệt là hai trứng luôn á, hai trứng ngọc dinh muối luôn. Và loại thứ hai Bụng Mỡ biết hơn tí xíu, đó là khoai môn nha, đậu xanh, sầu riêng và chỉ có một trứng thôi, nhưng cái nào nó cũng rất là ngọt, rất là béo, rất là nồng cái vị bánh bía thiệt luôn. Nó gọi là truyền thống luôn á. Đặc biệt ở đây cũng có bán bánh trung thu nữa nha các bạn, các bạn có thể ra lựa bánh trung thu luôn đó. Rất nhiều chủng loại để các bạn đi du lịch hay là đem quà biếu tặng cho người thân nè, nhất là mấy người lớn tuổi thích mấy cái này lắm nha. Bây giờ thì hết rồi, chào tạm biệt mọi người, bye bye thôi. Xin chào mọi người, lại là Bụng Mỡ đây mọi người ơi. Bụng Mỡ lại khám phá đầu tư siêu hay ho, đó là bánh trung thu đã có mặt ở Rice Castella rồi nha mọi người. Đặc biệt là có đầy đủ tất tần tật, từ bánh trung thu truyền thống tới bánh trung thu lava tan chảy theo kiểu rất là Đài Loan nha. Và bây giờ Bụng Mỡ sẽ thử mua cho các bạn coi, mình sẽ review chân thực. Đầu tiên là Bụng Mỡ mua một cái hộp bánh trung thu truyền thống 6 cái đó mọi người. Một hộp 6 cái mà thiết kế vô cùng đẹp, vô cùng tinh tế luôn. Các bạn tặng cho cái người lớn tuổi á, bảo đảm người lớn tuổi sẽ thích liền. Hộp nó có rất là nhiều chủng loại như là thập cẩm tôm nè, rồi thập cẩm gà nè, rồi ô long sen, rồi dừa maca, rồi cái gì dưỡng nhan nữa. Ăn một lần là dưỡng nhan là chân sắc đẹp luôn luôn á. Ngoài ra chúng ta còn có bánh trung thu lava hương vị Đài Loan nha. Cái này là cái gì không? Bánh trung thu tan chảy ra, tắt một cái là chảy ra rất mà có rất nhiều vị luôn nha mọi người. Nào là đậu đỏ lava, trà xanh nè, mè đen lava, nào đậu xanh trà lava, nào sầu riêng lava, rồi cà phê lava. Đặc biệt còn cái này là chuẩn Đài Loan luôn á. Trời ơi, hồng hồng, đậu đỏ, tím tím, xanh xanh, trời, rất là nhiều mẫu mã đẹp luôn. Các bạn nhìn là chỉ mê mệt mà thôi. Bây giờ thì hết rồi, bye bye mọi người thôi nè. Xin chào mọi người, lại là Bụng Mỡ đây. Trời, mọi người biết không, tôi bị mắc kẹt ở quận tư á. Trời á, thì mưa xe thì hết bình, mà bụng á thì đói thôi, thì lũ đại vào một cái quán, không ngờ lại biết được thêm một cái chỗ nó nói nó xuất sắc gì đâu luôn á. Món của chúng ta là nem nướng nha mọi người. Địa chỉ em nói là 524 Vĩnh Khánh, quận tư nha. Món mở đầu á là gỏi da heo, quá trời da heo luôn, đúng cái gọi là yêu thích của tôi luôn. Xong rồi anh chủ quán bưng ra một cái mặt khổng lồ cho bánh lửa luôn, có bánh hỏi nè, có bún nè, rồi có trứng nè, rồi có chả cá nè, rồi có tay heo nè, rồi có thịt nè, rồi cuốn mà ăn cái nước sốt của quán thì tao nói bá cháy bò chét luôn. Mình rất là nhiều nha mọi người, phần này chắc phải 3 người ăn mới hết á. Bụng Mỡ thích nhất là cái nem nướng á, ăn với tỏi chứ nó thơm mà nó chua chua, nó mặn mặn, đặc biệt hết sức luôn á. Đó mọi người thấy Bụng Mỡ cuốn ông đẹp không nè. Và cuối cùng á là được anh chủ quán tặng cho một phần bánh trung thu rau câu, ta nói nứt ngay con gà tây luôn á mọi người. Bánh trung thu ở ngoài rau câu, bên trong nhưng á là bánh lăng đó mọi người ơi. Giờ mọi người thích ăn cái gì nè, nói bụng mỡ tìm cho nha, bye bye thôi nè. Xin chào các bạn, lại là Bụng Mỡ đây. Và hôm nay Bụng Mỡ sẽ dẫn các bạn đi ăn quán Mộc Vị. Địa chỉ của em đó là 160 đường Nguyễn Gia Trí, là cái đường D2 cũ nha mấy má, quận Bình Thạnh đó nha. Không gian quán rất là đẹp, và cái món mà Bụng Mỡ thích nhất ở đây á là mì quảng. Trời, nó có hai loại là mì quảng khô và mì quảng nước nha mọi người. Thì mì quảng khô nó sẽ có topping là trứng lòng đào nè, rồi tôm nè, rồi thịt heo nè, rồi ức gà nè, rồi trứng cút nè, rồi rau là gồm có rau cải, bắp cải đó, cải con á, rồi chuối. Còn mì khô thì các bạn nên ăn mì khô là mì đùi gà chiên and một cái trứng lòng đào. Mì quảng này nó thơm nha mọi người, thơm từ đồ ăn cho tới cái cọng mì quảng luôn á, kiểu nó sạch sẽ. Và đặc biệt Bụng Mỡ thích nhất ở đây á là không gian. Trời ơi, không gian siêu chất luôn, mà cái bàn cũng làm bằng cái bàn máy may á, các bạn đạp tới đập đùi luôn, được nghịch chân luôn á, thiệt đã lắm luôn nha mọi người. Mọi người nên thử, và giá thành chỉ có từ 55.000 tới 60.000 thôi luôn á, mọi người nên thử nha. Xin chào các bạn, lại là Bụng Mỡ đây. Và thể thơ là yêu cầu của 500 anh em, hôm nay chúng ta sẽ đi ăn món Hàn Quốc nha. Và quán tên là The On BBQ nha. Địa chỉ là 691 Cách Mạng tháng 8, quận Tân Bình. Ngày trước á, Bụng Mỡ ăn quán này là nằm ở trên trung tâm thương mại Superbowl á. Bây giờ Superbowl gọi là giải tỏa rồi, thì em nói về về Cách Mạng tháng 8, trời ơi vẫn ngon như ngày nào. Bụng Mỡ ăn đây 5-7 năm rồi nha mọi người, thiệt luôn á. Mặc dù là cái quán nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà rất đúng chuẩn cái vị của Hàn Quốc nha. Bụng Mỡ tới đây là thường sẽ order những cái món gọi là quốc dân của Hàn Quốc nè. Ví dụ như đây là món xương xào chua ngọt của Hàn Quốc, rồi ở trên là cái món mà cuốn là ba rồi cuốn nha. Trời ơi, và món chuẩn này không thể thiếu đó là món mì lạnh nè, rồi tteokbokki phô mai chèn chè nè, rồi làm thêm một cái tô canh xương nữa. Trời ơi, xương nó mềm mà nó thơm mà nó béo ngậy luôn. Và cuối cùng là ăn cơm trộn bạch tuộc nha. Trời ơi, no quá nhưng mà vì ngon chúng ta cũng phải ăn thôi. Rốt cuộc chán miệng bằng cái nước gạo Hàn Quốc nha mọi người. Đó, tôi gọi 5 món và 5 người ăn luôn nha, vẫn còn no nha mọi người. Biết không, bill chỉ có 800 mấy thôi, quá rẻ đúng mọi người. Bất ngờ chưa, chuẩn bị hàng mà giá còn rẻ nữa. Bây giờ thì ngại ngùng gì, hãy thử đi, rồi sẽ mê với Bụng Mỡ mà thôi, bye bye nè. Xin chào mọi người, lại là Bụng Mỡ đây. Và hôm nay Bụng Mỡ vừa khám phá ra một cái chỗ ở Bùi Viện, ta nói vừa ăn no nè, ăn ngon nè, mà vừa rẻ, mà vừa có thể chiêu nhậu ngắm người đi đường luôn. Đó là quán bà Sáu Bùi Viện, nằm ở số 202 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 nha mọi người. Bụng Mỡ thích nhất là cái lẩu ở đây, cái lẩu Thái á, nguyên một cái mâm đồ ăn, ta nói nhà tôm nè, cá nè, mực nè, rồi cá viên nè, rồi bò nè, mà nước lẩu nấu thì chua cay, ta nói best of the best luôn á. Đó, các bạn ra dằn bụng cái lẩu, các bạn làm nhậu là không có stay luôn á. Gọi xoài ốc giác, trời ơi cái miếng ốc giác nó dày, nó dài và nó ngon. Còn chưa no nữa, các bạn order nha, order một con gà nướng cái bang xuất sắc, thơm no ngon, ta nói giòn, nói bây giờ còn chảy nước miếng luôn á. Còn bây giờ chưa no nữa, bây giờ mình chuyển qua cái nói là súp tập toàn đại bổ, súp
bào ngư, ta nói nguyên cái con bào ngư, hai cái con bào ngư, phải là một, ta nói bào ngư ở đây được hầm nó nấu với gọi là đông trùng hạ thảo, ta nói bổ đã bổ bổ thì cực bổ, ăn nó mát người luôn. Và cuối cùng á là ăn cái chè tổ yến nấu với hạt sen. Thấy bụng mỡ ăn thanh đạm chưa, tối nay là không có ngủ được, chắc chắn là không ngủ, nhưng mà thật sự nha, bụng mỡ đã chất giá đầy kỹ rồi, bảo đảm rất là rẻ hơn so với các bạn đi những cái quán mà ăn cái món này, nó rẻ hơn nhiều lắm luôn mà nó ngon, thực phẩm thì nó sạch sẽ, các bạn nên thử nha. Cái chỗ này bụng mỡ thấy là tại là khách du lịch từ ngoài Hà Nội đi vô á, nó đông lắm, các bạn nhớ đặt chỗ trước nha. Bây giờ thì hết rồi, bye bye mọi người. Xin chào các bạn, lại là Bụng Mỡ đây. Và hôm nay cho Bụng Mỡ thấy ai là fan của K-pop đâu ạ. Hôm nay Bụng Mỡ sẽ dẫn các bạn đi ăn một quán gà đồ ăn Hàn Quốc nha. Nhưng mà concept của nó là fan K-pop nha các bạn. Quán có tên là K-food, nằm ở địa chỉ 106 Tô Vĩnh Diện, quận Thủ Đức nha mọi người. Mọi người ghé ăn đi, thật sự view đẹp, đồ ăn ngon mà giá rất là sinh viên luôn, ta nói rất là sinh viên nha. Còn đây á là tô mì nước bò hầm bún xanh nha mọi người, giá chỉ có 58.000 mà thôi. Ta nói các bạn ăn mì ở đây á, bảo đảm cái vị nó sẽ khác hoàn toàn cái tiệm mì khác, và đặc trưng lắm. Cái vị nó có vị béo béo nè, thanh thanh nè, ngọt ngọt nè. Còn đây là cái topping ăn kèm với mì nha. Ngoài ra Bụng Mỡ còn có order thêm một phần chả cá cuộn nữa. Cái miếng chả cá thì nó dài mà nó dày, nhìn giống như trong phim Hàn Quốc luôn á. Và cái món này là món quốc dân rồi đúng không mấy bạn? Gà sốt taiyaki chỉ có 85.000 một dĩa thôi, bạn có 4-5 cục gà, cái phần da gà nó giòn rụm luôn, tại vì còn phủ với lớp phô mai. Các bạn ơi, các bạn sinh viên ơi, ở đâu mà rẻ hơn chỗ này được, quá rẻ luôn, nên thử nha. Chỉ tiếc là hơi xa ở Thủ Đức thôi, chứ các bạn ở Thủ Đức lại đại học thì ghé ngang liền nha. Xin chào các bạn, lại là Bụng Mỡ đây. Và hôm nay Bụng Mỡ lại chọn một cái quán để các bạn ăn nhẹ nhẹ buổi sáng hoặc ăn xế chiều nha. Quán ở đây có mang tên là Cháo Chú Chen và nằm ở địa chỉ 281 Nguyễn Trãi, quận 1 nha mọi người. Thật sự nha, ở đây có bán xíu mại há cảo rất là ngon, cái mùi vị đặc trưng của dim sum Trung Hoa luôn á. Nhưng mà Bụng Mỡ thích nhất ở đây là cháo sườn, ngon, bổ, giá cả hợp lý, topping nhiều. Đặc biệt các bạn phải order, phải nhanh, phải order thêm một phần gan. Biết sao không, gan ở đây nấu theo kiểu là thịt xá xíu á, cái ướp xá xíu nó ngon, nó hồng bàn chan cái cháo ăn thấm mà nó đã gì đâu luôn á. Sườn thì mềm, thấp bên ăn kèm thì có bắp thơm, trời ơi, đây giá còn rẻ nữa, chỉ có 70.000 một tô thôi. Còn khăn giấy thì đó đặc biệt luôn á, chúng nó nở ra, các bạn cần trải nghiệm gấp chỗ này nè, vì rất là hay ho luôn á. Bây giờ thì hết rồi, chào tạm biệt mọi người, bye bye. Xin chào các bạn, là Bụng Mỡ đây. Và hôm nay Bụng Mỡ sẽ dẫn các bạn đi ăn gà rán Hàn Quốc nha. Và địa chỉ em nó sẽ là 432 Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp. Em nó mang tên là Chicken Plate nha mọi người. Tất tần tật các món ăn Hàn Quốc kiểu topping nhỏ nhỏ chỉ có 30.000 đồng giá thôi. Nào là cá trứng chiên nè, rồi phô mai que, rồi xúc xích chiên, rồi sushi chiên. Đặc biệt nha, mỗi lần tới đây là Bụng Mỡ đều ăn cái món gà này đó. Đó là nguyên một con gà, các bạn dùng bao tay nha, xé ra các bạn sẽ cảm giác sợi nóng của nó tới từng xớt thịt luôn. Đã vậy nha, các bạn có hai nút sốt để ăn kèm. Một là cái nút sốt này nè, vàng, hai là cái nút sốt chấm nhúng em nó vào phô mai đó. Bê chưa. Rồi các bạn có thể order thêm một phần gà sốt ngũ vị 139.000 năm cái đùi, cũng bê lắm nha. Phần trước á, cái phần gà nửa con là 159.000, rồi các bạn order thêm cho Bụng Mỡ liền một cái lẩu tteokbokki có phô mai nè, rồi có tteokbokki ở đây nó lạ lắm, kiểu nó dung dung dẹt dẹt của chả cá nè, thơm mà nó ngon. Đã vậy các bạn, cái bill 200.000 các bạn sẽ được tặng ngay một cái kẹo đang sốt sụt sụt luôn, là kẹo muối ớt xoài đó. Các bạn nên thử nha, Bụng Mỡ ăn tức từng tập đó chỉ có 600-700.000 thôi, quá rẻ đúng không mọi người. Bây giờ thì hết rồi, chào tạm biệt mọi người, bye bye thôi. Xin chào các bạn, lại là Bụng Mỡ đây. Hôm nay Bụng Mỡ sẽ dẫn các bạn đi ăn bò né huyền thoại một lần nữa nha. Đó là bò né Ba Ngon, em nó tồn tại cũng hơi bị lâu rồi, nhưng mà giá cả rất là phải chăng và hợp lý và ngon nữa nha các bạn. Thật sự nha, nếu mà nói bò né mà dễ ăn mà hợp lý, giá cả hợp lý thì có thể là Ba Ngon thôi nha các bạn. Và địa chỉ hôm nay Bụng Mỡ chọn sẽ là số 5 Ngô Thị Thu Minh, quận Tân Bình nha mọi người. Tại sao không, tôi thích ăn này là dùng nó nhiều quá, phần 50.000 mà có bò này, có trứng nè, rồi có cục phô mai bự chả bánh lửa luôn. Đã vậy còn có cá hộp, có chả cá, có nem, rồi có nói chung là quá trời luôn á. Các bạn ăn cái phần này đó là chỉ có no mà no thôi, hợp lý 50.000. Nói chung là rất là vừa để có đủ chất nha, thật sự lâu thèm á, tự nhiên thèm mới cảm giác cái ra ăn cái đã thèm dễ sợ luôn á. Bây giờ thì hết rồi, chào tạm biệt mọi người thích Bụng Mỡ anh làm cái gì, ăn cái gì nè, nói cho Bụng Mỡ biết ngay nha. Xin chào mọi người, là Bụng Mỡ đây. Và mọi người thấy ai chưa, đó là chị Barbie Cobo đó, thần tượng của Bụng Mỡ đó. Thôi bây giờ mình tan ca rồi, mình phải đi kiếm gì ăn. Mà bạn biết không, mặc dù trời mưa nhưng cũng không thể cản nổi bước chân của Bụng Mỡ đi tìm đồ ăn. Và quán hôm nay Bụng Mỡ muốn giới thiệu các bạn là món ăn tên là cơm ôm bò dưa với gà Hà Thu Nha đó các bạn. Quán nằm ở số 92 Xuân Thủy, Thảo Điền, quận 2 nha mọi người. Bụng Mỡ thích ở đây biết sao không? Một phần cơm nó nhiều cơm, nhiều bò và nó nóng, kiểu ôm với dưa nó thơm sao á. Do ngày trước bạn Mỡ được rắc ngang qua đây nè, đi ngang qua lấy thơm á, tấp vô ăn. Và đặc biệt đây có tương ớt kiểu người Hà Nội, nó cây cây xé xé nồng nồng. Những cái món này á phải là Hà Nội chính gốc á, cái kiểu người Hà Nội chính gốc người ta nấu mới ngon nha. Bụng Mỡ từng ăn vài chỗ mà kiểu nó lai ăn nó ngọt không ra. Thật sự là phải chính gốc mà mới ngon mà các bạn. Nên ăn thử đây một lần các bạn sẽ thấy vị chuẩn Hà Nội là như thế nào nha. Chỉ có cái giá nó hơi chát chút 70.000, nhưng mà thật sự nó ngon, nó đậm đà và rất là nhiều thịt bò luôn, đáng đồng tiền bát gạo nha mọi người. Nên thử bây giờ thì hết rồi, mọi người nhớ comment cái món mà mình đang thích ăn bên dưới nha.
xin chào các bạn, lại là Bụng Mỡ đây. Và hôm nay Bụng Mỡ sẽ dẫn các bạn đi tìm khám phá cái chỗ mà 15 năm trước các bộ phận Rich Kids khi Bụng Mỡ còn nhỏ thì sẽ ăn gì và chơi gì ở đâu nha. 15 năm trước, nhưng mà trước khi đi thì chúng ta cắt tóc, đầu tư hình ảnh đẹp trai tí xíu rồi đi ăn cho ngon. Chỗ này là Bụng Mỡ khai cắt nha. Nó tên là Nguyên Baby Shop đó, ở địa chỉ 18 Trần Quang Diệu, phường 4 quận 3. Các bạn có thể ghé cắt cái đầu với Bụng Mỡ là hơi bị cháy luôn á. Và hôm nay chúng ta sẽ đi tới đó chính là quán trà sữa âm 18 độ. Chờ các bạn biết không, 15 năm trước á là cái quán này nó hot lắm đó các bạn. Nó là một niềm ao ước mà mỗi lần mà đi đâu á mà kêu là đi ăn 18 là sướng vô cùng, vui lắm, kiểu là con nhà giàu đó các bạn, Rich Kids mới đi được chỗ này thôi nha. Còn Bụng Mỡ là chỉ nhìn trước cửa quán thèm thuồng, gọi là sao ta, ước gì được một lần trong đời, nhưng mà cũng được vài lần vô là do được mấy chị mấy chú dẫn đi á. Và Bụng Mỡ vẫn sẽ gọi cái combo truyền thống đó là cơm cuộn trứng nha. Thì không hiểu tại sao nha, cái món này ở âm 18 vẫn ngon, thì nó là cả một kỷ niệm. Order một ly trà sữa âm 18 độ thì nó cũng ngon, nhưng mà cái cách do bây giờ mình uống được nhiều loại trà sữa nên nó sẽ không còn ngon như vậy nữa. Nhưng mà cái quán này đáng để gọi là sao ta, một ký ức đẹp đúng không các bạn. Bây giờ thì hết rồi, chào tạm biệt mọi người.